Bạn biết từ CZML123HN của Kanji, mã này thì được sản xuất tại Malaysia và được trang bị mặt kính platinum ceramic, bo viền nhôm 4 cạnh nhá. Đấy. Và được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện này, rồi công nghệ induction nhận điện TV đáy nồi, nồi to thì dùng vùng từ to mà nồi nhỏ dùng vùng từ nhỏ để tiết kiệm điện nhá. Đấy, đây là các tính chức năng của nó, bật tắt ở đây. Nó hiển thị ở đây một slide này. Đấy, con này thì công suất cao nhất là 24 và công suất cực đại là 3000. Đấy. Nó so với các cái lòng thông thường thì thị trường nó chỉ tầm 2000-2400, nhưng con này được trang bị tận 3000 công suất water cơ, cực kỳ là khỏe ạ. Rồi, và ngoài ra giống như các cái mẫu thị trường là có hẹn giờ này. Đấy, rồi là khóa này, tạm dừng này, đun ủ ấm giã đông này, đun lưu diêu này. Đấy, rồi nước thảo ra nên sẽ tự động ngắt, thì con này được trang bị thêm cái nút nữa là lưu công suất nhé. Ví dụ như bạn đang đun vào cái mức công suất 5 và bạn muốn lưu lại, để lần sau mình lại đun vào cái mức công suất đấy thì bạn giữ liền vào nút save đấy, rồi tắt bếp đi. Và hôm sau các bạn muốn bật bếp đun lại mức công suất đấy, bạn chỉ cần nút save này là nó lại hiển thị về mức công suất 5, cực kỳ là tiện nhé. Ok, và muốn tắt cái nút save gì thì bạn tắt bếp và giữ liền vào nút save này. Ok,